Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình On Green. Ngày hôm nay, lúc này tôi và golfer Trần Lê Duy Nhất đang có mặt ở hố golf 16 của sân golf The Bluffs Hồ Tràm. Và nhắc tới sân golf Hồ Tràm thì tôi và Duy Nhất có một kỷ niệm mà có lẽ là các khán giả yêu golf có thể vẫn nhớ, đó chính là giải đấu Hồ Tràm Open năm 2015. Hồ Tràm Open năm ấy thì tôi và Trần Lê Duy Nhất đã có những ngày chinh chiến cùng với nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua thử thách ở nơi đây dưới cái nắng, cái gió như thế này. Và ngày hôm nay tôi và Duy Nhất sẽ một lần nữa sống lại trong quá khứ. Tôi sẽ lại caddy cho Trần Lê Duy Nhất, lại có mặt ở hố golf số 16, là một hố golf par 5 có chiều dài 610 yard. Và để xem qua những năm qua thì chúng tôi có thể làm tốt hơn được hay không, và cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Tôi thấy là sau 4 năm rưỡi quay lại sân golf Hồ Tràm thì thấy cái nắng và cái gió vẫn còn ở đây. Và tất nhiên là gợi lại nhiều kỷ niệm của giải Hồ Tràm Open 2015. Đối với hố này thì tôi nhớ là mình đánh cũng trong điều kiện gió ngược như vậy, và cũng là một hố golf là rất khó khăn, mặc dù là par 5. Một hố golf par 5 là một hố golf lợi thế với Trần Lê Duy Nhất, bởi vì Duy Nhất có khả năng phát bóng rất là xa, hoàn toàn có thể tận dụng điểm mạnh của mình để kiếm được những điểm birdie ở hố golf này. Ok, bây giờ có lẽ chúng ta bắt đầu thôi. 610 yard, gió ngược rất nhiều. Kế hoạch ở đây là gì Duy Nhất? Mặc dù gió ngược nhưng mà tất nhiên là tôi vẫn phải phát bóng bằng driver để cho cú đánh tiếp theo được ngắn nhất có thể. Hy vọng qua trải nghiệm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ được với các bạn cách mà một golfer chuyên nghiệp và một người caddy tính toán cho từng cú đánh của mình. Và như các bạn thấy, chúng tôi có những sự tính toán từ trên tee box cho đến khi xuống fairway và rồi sẽ đến green. Rất nhiều golfer nghiệp dư khi bước vào một hố đấu, họ sẽ phát bóng bằng cây gậy driver và phát bóng xa nhất có thể. Còn bao nhiêu thì họ sẽ bắt đầu tính cú đánh tiếp theo. Ở những hố golf dài như thế này, đặc biệt là những hố golf par 5, thì thông thường tôi và Duy Nhất cũng sẽ có sự tính toán cho những cú đánh tiếp theo, đặc biệt là phải căn đường gió so với vị trí cờ để cú đánh thứ 2 hoặc thứ 3 đưa vào tư thế thuận lợi nhất để cơ hội birdie được nhiều nhất. Với vai trò của một người caddy, tôi cũng sẽ đưa ra ý kiến của mình và hy vọng điều đó sẽ trùng khớp với ý kiến của người chơi ở đây là Trần Lê Duy Nhất. Hồ Tràm Open năm đấy thì cũng là một trải nghiệm đầu tiên mà hai anh em thật sự là phối hợp với nhau. Trước đó thì cũng chưa có nhiều cơ hội để tôi caddy cho anh Nhất. Và phải nói là cũng khá là ăn ý. Cũng có một số sự tính toán không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên khi điều đó xảy ra thì với vai trò của người caddy thì tôi sẽ cố gắng không để cho Trần Lê Duy Nhất cảm thấy bị sao nhãng trong sự tính toán của mình. Và người chơi luôn luôn có những cảm nhận của riêng họ. Và với hố golf này, ở vị trí phát bóng ở đây, tôi cũng nghĩ sẽ là cây gậy driver. Duy Nhất muốn đánh phát bóng bằng cây gậy driver bởi vì đây là một hố golf tương đối dài. Và với khoảng cách 610 yard gió ngược như thế này, mặc dù hơi xuống dốc một chút thì rất khó để đánh 2 on. Có lẽ gậy thứ hai chúng ta sẽ đánh lay up một chút, đánh vào vị trí an toàn để gậy thứ ba có thể đưa bóng được lên trên green. Vị trí cờ hôm nay cũng tương đối đơn giản, hy vọng sẽ là cơ hội birdie. Hố này gió khoảng gió từ hướng 12 giờ nhỉ. 12 giờ thẳng trực diện 12 giờ thì hơi, nhưng mà hơi check một chút ở phía green kia, tại vì green hơi đổ sang phía bên phải nên là góc đấy chéo, sẽ lại hơi chéo một chút. Nhưng mà tại vì tôi thấy bên phải thì cái màu của fairway nó lợt ha, thì là cỏ xuôi. Đúng rồi. Thì nếu mà tôi đánh driver bên phần bên phải của fairway một tí thì bóng nó sẽ lăn hơn, tại vì điều kiện gió ngược nó sẽ bên phải này cũng sẽ thuận lợi hơn để tấn công sang phía bên trái của fairway trong cú đánh tiếp theo. Góc tấn công cú thứ ba sẽ thuận lợi nhất. Cứ sang phải một chút ha. Ok, fairway hơi fade một tí. Gió ngược thì cũng hơi, bao giờ cũng hơi khó một chút, nhất là khi gió ngược thẳng trực diện như thế. Đúng rồi. Mình rất khó chọn được một cái đường bóng mà nhất định. Gió ngược chỉ cần chỉnh một tí là sẽ đi theo gió ngay, đúng không?
Điều đó rất đúng các bạn ạ. Nếu như các bạn có đường móng cao thì đường móng chỉ cần hơi cao một chút thôi là gặp gió ngược và sẽ bị cuốn đi rất là nhanh, và bóng của nhẫn hơi bị cuốn sang bên phải một chút nhưng mà vẫn nằm ở trên fairway, và cũng còn 2 gậy nữa thì mới lên green được. Sau 4 năm rưỡi thì tôi còn có nặng hơn không anh Đức? Thật ra sau 4 năm vừa qua thì bây giờ túi này có phần nào đấy nặng hơn. Thật ra cái tuần mà anh em chinh chiến ở đây 4 năm rưỡi trước thì sự chuẩn bị về thể lực nó cũng hơi hạn chế một chút. Các bạn ạ, đi caddy cho trận lễ duy nhất rất là vui nhưng cũng rất là mệt, bởi vì duy nhất đi rất là nhanh mà một người caddy thì không thể nào để tụt hậu lại phía đằng sau được. Nhưng mà một cái là biết là chạy không nhanh. Thật ra kỷ niệm với tôi 2015 ở Hồ Tràm ấy, thì nhất cũng thi đấu với cả Chief Mika Singh và Darren Clark. Tay golf rất là lão làng và tôi cũng học được rất nhiều từ không chỉ những người chơi golf như vậy mà cả những người caddy của họ nữa. Thật sự là những người caddy đấy rất là chuyên nghiệp. Họ làm mọi thứ cho đến tác phong rất là nhanh nhẹn. Nói chung là hạn chế việc của golfer của họ nhiều nhất có thể. Đúng rồi. Chỉ là golfer đến được bóng là rút gậy ra và đánh thôi. Chính xác. Vai trò của người caddy là phải làm sao để vận động viên của mình thi đấu tốt nhất có thể và luôn luôn thoải mái, không phải lo nghĩ về việc gậy chưa sạch hay là bóng chưa sạch hay là phải lo thiếu nước uống hay gì. Thế nên người caddy bao giờ cũng phải suy nghĩ trước một bước và phải hơi nhanh hơn một chút. Bóng của mình rớt đúng chỗ cỏ xuôi. Đúng rồi. Nhưng gió vẫn rất mạnh thì cũng không có được xa cho lắm. Những hố golf như thế này 610 yard xuống dốc cỏ xuôi. Em bóng ở vị trí xuống dốc thế này, cú đánh tiếp theo sẽ thấp đúng không? Đúng rồi. Và thưa quý vị và các bạn, tôi và Trần Liên Duy Nhất đang ở giữa fairway. Chúng tôi sẽ tính toán cho cú đánh tiếp theo như thế nào. Thì những vị trí như thế này chúng tôi sẽ thông thường tính toán làm sao để cú đánh tiếp theo sẽ thuận lợi nhất để có thể đưa bóng lên trên green. Với vị trí cắm cờ ngày hôm nay cũng tương đối đơn giản. Đầu tiên là tôi sẽ kiểm tra distance đến cờ trước. Ok. Không phải là tôi sẽ đánh 2 on, nhưng tôi muốn chia gậy cho đúng về một cái vị trí tôi cảm giác thoải mái nhất. Đúng rồi. Cho cú đánh tiếp theo. Và trong lúc Nhất đang kiểm tra về khoảng cách thì tôi cũng sẽ có những sự tính toán về gió. Gió ở sân golf Hồ Tràm chỉ thổi một chiều và không có gió quật, bởi vì đây là một không gian rất là mở. Thế nên là đơn giản tung cỏ để chúng ta có thể nhìn thấy. Như vậy là hơi trực diện, hơi chếch nhẹ một chút sang phía bên trái. Đường fairway ở hố golf 16 có phần hơi cong nhẹ, thế nên hướng đánh phát bóng và hướng đánh vào green sẽ hơi lệch nhau một chút. Tuy nhiên gió lúc này vẫn gần như hướng 12 giờ, chênh một chút về hướng 11 giờ, có nghĩa là sang bên trái một chút, thổi ngược trực diện vào thì khoảng cách sẽ bị ngắn đi rất là nhiều. Thì khoảng cách đến cờ lúc này là khoảng 301 yard. Okay. Thì rất may là tôi đánh trúng cái phần cỏ xuôi của fairway nên đánh được một cú driver cũng hơn 300 yard. Chứ nếu mà tôi đánh bên phần bên trái thì tôi nghĩ là chừng 280 là maximum. Và đây cũng có sự tính toán của ban đầu của chúng ta, đó là Nhất đã ngắm sang bên phải để đảm bảo chỗ này là chỗ rộng hơn cho cú đánh tiếp theo và nằm ở khu vực cỏ xuôi. 301 thì đối với tôi thì tôi thấy cảm giác thoải mái nhất ở cảm giác khoảng 105 yard. Chúng ta sẽ lay up đến đây. Và khoảng cách còn khoảng cách quanh 100 đến 105 yard. Và trong lúc tính toán như thế này, rõ ràng Nhất cũng đã phải tính trước, đó là với khoảng cách 100 yard tới cờ thì vị trí đó, từ đây tới vị trí đó là còn khoảng độ 200 yard. Vị trí đó có thuận lợi hay không, có bị vướng dốc hay không, có hẹp fairway hay không. Và tất nhiên hố golf 16 khá là thanh thang của cú đánh thứ hai nên là cũng không có gì khó lắm. 200 yard hơi xuống dốc một chút. Quả này Nhất định đánh như thế nào khi mà bề mặt bóng hơi bị xuống dốc và gió vẫn thổi ngược nhiều? Tôi định đánh là khoảng cây năm sắc.
Tại vì xuống dốc này thì lúc mà impact thì mặt gậy cũng sẽ đông hơn một tí. Tôi nghĩ là sẽ đưa tôi đủ khoảng cách 200 yard. 200 yard. Nắm sắt trong trường hợp này xuống dốc như thế này cũng rất là thuận lợi, bởi vì sẽ làm đường bóng thấp đi, mà gặp gió ngược thế này đường bóng thấp lại rất là thuận lợi. Tất nhiên là cú đánh sau tôi vẫn muốn ở bên phần bên phải của fairway, tại vì cũng là phần cỏ xuôi, sẽ giảm được spin một phần nào đấy cho cú đánh thứ ba. Okay. Vì gió vẫn ngược mà cú đánh thứ ba là tôi sẽ đánh bằng gậy wedge là đã spin rất là nhiều, thì nằm phần cỏ ngược thì lại càng spin nhiều hơn, thì tôi sẽ khó kiểm soát được cự ly. Ok. Shot. Rất là đơn giản. Và những cú đánh thứ hai như thế này cũng không cần phải phức tạp, vì cú đánh thứ ba mới là cú đánh mang tính quan trọng hơn. Đúng rồi. Việc quan trọng nhất là đưa vào cái khoảng cách thoải mái nhất, thuận lợi nhất. Đúng rồi. Có một thắc mắc mà có lẽ khán giả truyền hình cũng xem giải, đó là sao người caddy thường hay vác gậy mà không kéo xe. Một phần là cũng cho thấy tác phong chuyên nghiệp và nhanh hơn lúc lên gần green. Tại vì lúc vác gậy thì có thể vác xuyên qua green hoặc là xuyên qua những địa hình khó khăn. Đúng rồi. Trong khi kéo gậy thì rất là khó và mình phải đi vòng. Đúng rồi. Thì làm cho thời gian chơi sẽ lâu hơn. Đúng như Nhất nói, đó là việc vác gậy giúp người caddy có thể luôn luôn sát cánh cùng với cả người chơi bất cứ địa hình nào mà không bị vướng vào chiếc xe đẩy. Có một kỷ niệm như thế này nữa ở Hồ Tràm Open năm đấy mà có lẽ Duy Nhất cũng đã nhớ, đấy là lúc đấy thì tôi có caddy cho Thầy Lê Duy Nhất và có mang theo hai đôi giày để đảm bảo là mình có đôi giày thoải mái nhất. Nhưng mà vào ngày tôi mới biết, đó chính là Nhất lúc đấy mới nói cho tôi biết quy định trên Asian Tour, đó chính là caddy không được mang giày gôn. Hoặc là trên tất cả các tour chuyên nghiệp. Trên tất cả các tour chuyên nghiệp là người caddy sẽ không được mang giày gôn mà chỉ được sử dụng giày thể thao. Thế nên là lúc đấy tôi mới biết, và trên sân lúc đó không có cách nào là phải mượn luôn đôi giày thể thao của Thầy Lê Duy Nhất. Lại là đôi giày hơi chật một chút. Thế nên là sau 4 ngày thi đấu, 2 ngày đánh tập nữa, thì lúc đấy tôi cũng có một đôi bàn chân có những hình ảnh khá là khó quên. Và ok, đây sẽ là cú đánh quyết định đây. Rất nhiều khoảnh khắc ghi birdie của Thầy Lê Duy Nhất tại Hồ Tràm Open 2015 đến từ những cú đánh như thế này. Đầu tiên là khoảng cách. Thì tất nhiên trong giải là mình có gia đình book thì rất là thuận lợi. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc đánh giải nữa, thì mình sử dụng máy bắn khoảng cách. Các bạn ạ, những golfer thi đấu chuyên nghiệp không bao giờ họ đoán khoảng cách. Họ cần biết chắc chắn rằng khoảng cách của mình là còn bao nhiêu yard để có thể tấn công lên trên green. Và như Nhất nói lúc nãy, ở các giải đấu chuyên nghiệp thì bao giờ ban tổ chức cũng sẽ có cuốn yardage book, là cuốn bản đồ địa hình của sân golf dành riêng cho giải đấy. Và qua bản đồ đấy sẽ thực tế là quan trọng và lợi hại hơn rất nhiều so với việc dùng máy, bởi vì tính toán được tới vị trí cờ, map green và những tính toán khác nữa. Tuy nhiên không có khoảng cách đấy thì Nhất vừa xong bắn là còn bao nhiêu yard? 104 yard. 104 yard, như vậy cú đánh thứ hai cũng tương đối chính xác về khoảng cách. Với hướng vị trí cắm cờ như thế này từ góc này thì hướng gió lại có phần thay đổi. Thời khoảng 1 giờ. Bây giờ lại chuyển sang 1 giờ. 1 giờ, 1 giờ rưỡi. Thì chắc nhắm bên phải cờ khoảng 3 yard. Tôi nghĩ có thể 3 yard hoặc hơi nhiều hơn một chút cũng được, bởi vì là địa hình green đổ từ phải sang trái. Với những cú đánh bằng gậy wedge như thế này thì bao giờ bóng cũng sẽ xoáy rất là nhiều. Bóng xoáy nhiều lại gặp gió ngược nữa, bóng sẽ cuộn rất nhanh. Thế nên là bao giờ chúng ta cũng sẽ cần ngắm dư sang một chút. Chỉ còn hơn 100 yard nhưng mà Nhất sẽ ngắm sang bên phải, như Nhất nói ít nhất là 3 yard để đảm bảo là hướng tấn công được trực diện vào cuốn cờ. Chứng tỏ gió thổi ngược rất nhiều.
cú đánh tương đối đơn giản nhưng mà gió thổi rất nhiều. Đây chính là cái khó của việc đánh gôn trong gió. Hướng thì tôi rất là hài lòng với cái hướng, nhưng mà vừa rồi tôi impact hơi bị sâu nên chơi bóng hơi speed nhiều và gió làm ảnh hưởng. Về sử dụng đội wedge bao giờ cũng vậy, bóng dừng rất nhanh và đôi khi dừng nhanh lại là không tốt. Ok, không sao, vẫn còn thôi bước đi, chúng ta vẫn putt mà. Phải nói thật là tôi vẫn mong chờ một bộ Tram Open tiếp theo, bởi vì tuần lễ đấy rất là vui, tạm hoãn công việc lại để đi cho trận đấu duy nhất. Và phải nói là năm đấy khán giả cổ vũ mình rất nhiều. Và hy vọng giải lần sau tôi vẫn còn thi đấu. Và tôi sẽ vẫn là cái ok, và bóng như thế này vẫn đang ở trên green. Cũng không phải là cú đánh quá xuất sắc nhưng cũng không có lỗi lầm gì cả. Và thông thường thì vai trò của người caddy ở trên green ngoài việc lau bóng thì tôi cũng sẽ quan sát đường line trong lúc mà trận đấu duy nhất đang sửa lại vết điểm rơi của trái bóng. Thế là trái bóng xoáy giật lại rất là nhiều. Và tôi sẽ tiến hành đọc hướng. Trong lúc Nhất sẽ đọc hướng ở phía còn lại thì tôi sẽ đọc hướng ở phía này. Nhìn từ góc này rõ ràng là đường bóng có phần đổi nhẹ từ trái sang phải và từ góc kia Nhất cũng có góc nhìn tương tự. Và tất nhiên để đảm bảo chắc chắn nhất thì tôi cũng sẽ quan sát lại thêm một lần ở đây. Trái sang phải, từ vị trí của Nhất quan sát được bóng có phần hơi lên dốc một chút. Bắt đầu từ năm 2020 thì người chơi có thể để cờ ở trong green và điều này khác với cả hồi Tram Open 2015. Thế nên bây giờ tôi không biết là Nhất có muốn giữ cờ trên đấy hay không, hay muốn bỏ cờ ra. Tôi muốn bỏ cờ ra, tại vì tôi đang bất lên dốc thì lực sẽ mạnh hơn. Và có thể là nếu trúng cờ thì sẽ dội bóng ra. Còn những cú bất xuống dốc thì tôi sẽ giữ cờ bên trong hồ. Và theo như Nhất đọc ở đây thì để xem có giống tôi hay không, tôi đang đọc theo hướng từ trái sang phải tầm khoảng độ hơn một creep. Đoạn đầu sẽ không đổ nhiều lắm, mặc dù dốc nhiều nhưng đoạn đầu sẽ tốc độ lên tương đối nhanh, thế nên bóng sẽ không thể đổ nhiều bằng đoạn sau. Tôi nghĩ ít hơn đấy chừng một bóng. Ok. Và như vậy là các bạn thấy cái sự tính toán của tôi và Trần Lê Duy Nhất có phần hơi khác nhau một chút. Tuy nhiên, đây không phải là lúc với vai trò của một người caddy, đó là tôi sẽ cố gắng thuyết phục Nhất rằng đường bóng sẽ đổ nhiều hơn so với Nhất suy nghĩ. Đường bóng đổ cũng không phải là ít lắm. Kết thúc pha cũng là một kết thúc không thể gọi là thất vọng ở hố gôn như thế này. Và sau khi Nhất hoàn thành cú đánh thì thông thường ở các giải đấu, cái caddy nào của golfer hoàn thành hố cuối cùng sẽ là người giữ cờ và trả cờ lại vị trí cũ. Và như vậy là tôi và Nhất vừa xong vừa mới ôn lại kỷ niệm một chút của hồ Tram Open 2015. Rất nhiều thứ đã thay đổi. Và rất nhiều thứ vẫn còn nguyên như ngày xưa. Điểm số pha ở đây cũng không phải là một điểm số kém. Mặc dù cơ hội tương đối tốt, chúng ta cũng đã có những tính toán tương đối hài hòa, rất là lý tưởng. Và thực hiện cú đánh cũng không đến nỗi phải gọi là kém. Trong một bối cảnh thi đấu thì những lúc như thế này thì Nhất thường có suy nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ là điểm pha là luôn là điểm tốt. Tất nhiên là golfer nào cũng muốn điểm birdie, nhưng điểm pha là không bao giờ là hại mình cả. Và rõ ràng là một vòng thi đấu có tới 18 hố, 4 ngày thi đấu, có rất nhiều cơ hội birdie, rất nhiều cơ hội pha. Thế nên kể cả nếu như gặp một hố gôn cái điểm số không tốt, có thể không phải điểm pha mà là điểm bogey hoặc là thậm chí tệ hơn, thì điều đấy cũng không có nghĩa là giải đấu đã kết thúc, đúng không? Và rõ ràng tôi với Nhất ở hồ Tràm Open 2015, ngày đầu tiên chúng ta có Nhất có thành tích rất là tốt, âm 5. Rất đáng tiếc là không giữ được sang đến ngày thứ 2. Tuy nhiên qua đó, thực sự luôn với tôi nó là những kỷ niệm rất là khó quên.
Và chúng ta hãy cùng hy vọng rằng một ngày nào đấy sẽ có một giải đấu chuyên nghiệp khác tầm cỡ như thế hoặc lớn hơn. Chúng ta sẽ được chứng kiến các golfer chuyên nghiệp hàng đầu thế giới tới Việt Nam một lần nữa. Và tôi cũng rất hy vọng là khi đó Trần Lý Duy Nhất sẽ vẫn còn thi đấu. Và chắc chắn là tôi sẽ tình nguyện để cái Lý Duy Nhất một lần nữa.